Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: cảnh giác với bệnh tay chân miệng khi thời tiết vào hè. Khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế Phù Cừ trang bị thêm nhiều máy móc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em. Trong mục cẩm nang y học là bài thuốc từ cây tía tô. Cuối chương trình câu chuyện y tế, người điều dưỡng trưởng tận tâm với nghề. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Ghi nhận tại khoa nội 2 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, hiện khoa đang tiếp nhận và điều trị 15 trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng và thủy đậu. Theo các bác sĩ, thời tiết bước vào hè như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh chân tay miệng. Chân tay miệng là bệnh thường xuất hiện trong năm, nhưng cao điểm nhất vẫn là giai đoạn chuyển mùa, đặc biệt là mùa hè. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh ở trẻ dễ biến chứng sang bệnh viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong, đặc biệt là với trẻ có sẵn bệnh nền. Bệnh chân tay miệng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Hiện bệnh vẫn chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy các bậc cha mẹ nên phòng bệnh cho trẻ qua giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng sức đề kháng và tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã nút mạch cầm máu thành công cho hai bệnh nhân chảy máu liên tục vì bị ung thư cổ tử cung và vỡ u gan. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải, 68 tuổi, ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, bị ung thư cổ tử cung, nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo liên tục không cầm được. Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện nút mạch cầm máu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân thứ hai là ông Trần Văn Thành, 58 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, cũng nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc, trụy mạch do mất nhiều máu vì bị vỡ u gan. Các bác sĩ cũng đã thực hiện nút mạch cầm máu kịp thời cho bệnh nhân. Sau can thiệp, hai bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc được. Nút mạch là một kỹ thuật mới được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong tháng 1 vừa qua. Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, khoa chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện nút mạch thành công cho 17 bệnh nhân, trong đó chủ yếu là nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan. Theo thống kê của khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, có đến 30% các ca nhập viện mắc các bệnh về gan hay xuất huyết tiêu hóa đều do sử dụng nhiều rượu. Trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận và điều trị cho khoảng từ 200 đến 300 bệnh nhân mắc các bệnh như xơ gan cổ trướng, ung thư gan, viêm tụy và xuất huyết tiêu hóa. 100% các bệnh nhân này đều có tiền sử uống nhiều rượu. Theo ghi nhận của bệnh viện, lượng bệnh nhân xơ gan do rượu ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Có bệnh nhân 45-50 tuổi đã mắc xơ gan. Uống nhiều rượu sẽ làm tổn thương bộ phận gan, tế bào gan bị hoại tử, thoái hóa mỡ, tổ chức xơ gan phát triển. Xơ gan làm ảnh hưởng mạnh đến các quá trình chuyển hóa của cơ thể như khả năng chống độc, tạo mật, quá trình đông máu. Men gan tăng cao thể hiện các tế bào gan bị tổn thương và bất cứ loại rượu nào đều tăng gánh nặng cho gan, ảnh hưởng đến chức năng gan, lâu dần bị các bệnh về gan nguy hiểm sẽ dễ dẫn đến tử vong. Hiện đang bước vào mùa nắng nóng, đây cũng là thời điểm bệnh dại có nguy cơ tăng mạnh trở lại. Vì vậy, từ đầu tháng 4 đến nay, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã xuất trên 300 mũi tiêm phòng dại. Chỉ tính từ tháng 4 đến nay, đã có trên 300 người đến tiêm phòng dại tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, chủ yếu là do chó cắn. Đối tượng đến tiêm phòng bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị bệnh. Tuy nhiên, có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm phòng vaccine bệnh dại kịp thời cho người bị chó nghi dại cắn là biện pháp phòng hiệu quả để chống bệnh dại ở người. Các bác sĩ cũng khuyến cáo với những trường hợp bị chó, mèo cắn, cần theo dõi nếu con vật bị chết trong vòng 10 ngày thì buộc phải tiêm phòng 5 mũi vaccine liên tiếp trong 1 tháng và tiêm huyết thanh, còn lại chỉ cần tiêm 3 mũi. Trang bị thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ là yếu tố giúp khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ thu hút người bệnh, nâng cao hiệu quả trong điều trị. Hiện khoa có 3 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 kỹ thuật viên. Trung bình mỗi ngày khám và điều trị nội trú cho khoảng 30 bệnh nhân.
khoa triển khai phương pháp phối hợp điều trị bằng y học cổ truyền và y học hiện đại, trang bị thêm nhiều thiết bị mới như máy điện châm, siêu châm, sóng ngắn, điện xung, từ trường, hồng ngoại, máy kéo cột sống cổ lưng. Công tác điều trị cho bệnh nhân được thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn so với trước, tạo niềm tin cho người bệnh. Đến nay, khoa đã khám và điều trị thành công một số bệnh cấp và mãn tính thuộc các chuyên khoa nội, cơ xương khớp, thần kinh, di chứng tai biến mạch máu não, đau dây thần kinh tọa, thoái hóa cột sống cổ, đau dây thần kinh liên sườn, viêm khớp dạng thấp. Trường mầm non xã Minh Hoàng được xây mới từ năm 2011. Trường hiện có 9 lớp với gần 400 học sinh, trong đó 90% học sinh ăn bán trú tại trường. Thực đơn các bữa ăn được nhà trường xây dựng theo mùa, gồm một bữa chính, một bữa phụ, đảm bảo khẩu phần và đủ lượng dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ. Nhiều năm qua, nhà trường chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Hiện trường có 3 nhân viên nấu ăn, các nhân viên đều có chứng chỉ sơ cấp nấu ăn. Hàng năm, các nhân viên này đều được thăm khám sức khỏe định kỳ theo quy định và được tham gia các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm do Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức. Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ mắc bệnh tự kỷ. Tham gia tập huấn có gần 80 học viên là các bác sĩ chuyên khoa nhi và chuyên khoa phục hồi chức năng của các bệnh viện tuyến tỉnh và 10 trung tâm y tế huyện, thành phố cùng toàn thể các y bác sĩ của bệnh viện. Buổi tập huấn đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích xoay quanh việc phát hiện và can thiệp trẻ tự kỷ như phát hiện các biểu hiện tự kỷ của trẻ thông qua các giác quan và hành vi của trẻ, đặc biệt là các phương pháp điều trị phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại các trung tâm y tế và các bệnh viện, trong đó có việc xây dựng các chương trình điều trị thích ứng với mức phát triển và khiếm khuyết của từng trẻ. Mục tiêu can thiệp là vừa cải thiện giao tiếp, vừa cải thiện hành vi, trước hết là tập trung vào kỹ năng về giao tiếp mắt, bắt chước, luân phiên, lắng nghe, vận động và giao tiếp. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 đã xử phạt hành chính 2 đơn vị. Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt hành chính 800.000 đồng với cơ sở sản xuất đậu phụ của công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Bạc Thuận Tân, có địa chỉ tại thôn Nghĩa Lộ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, với lỗi vi phạm không mang găng tay và quần áo bảo hộ lao động. Cơ sở thứ hai bị phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm quốc tế tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, lỗi không đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại với mức phạt 4 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số đơn vị bị xử phạt hành chính giảm rõ rệt, đặc biệt một số cơ sở khi được kiểm tra lại đã có những chuyển biến tích cực hơn. Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em là một căn bệnh xảy ra khá phổ biến ở nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân, biểu hiện, cách khắc phục bệnh suy dinh dưỡng qua cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Phạm Thị Phương, trưởng khoa dinh dưỡng cộng đồng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên thì xin bác sĩ cho biết là suy dinh dưỡng ở trẻ em là căn bệnh như thế nào và nguyên nhân của nó là do đâu ạ? Suy dinh dưỡng ở trẻ em là một bệnh thiếu hụt về năng lượng, thiếu hụt về các đa chất dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Hậu quả dẫn đến là nó sẽ giảm cái thể lực, tinh thần và trí tuệ của trẻ em. Về nguyên nhân suy dinh dưỡng thì nguyên nhân do là cái cách chăm sóc và nuôi dưỡng của bà mẹ chưa đảm bảo. Thứ hai nữa là cái khẩu phần ăn của trẻ không thích hợp, hoặc là trẻ bị mắc một số cái bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng cấp tính, hoặc là bị tiêu chảy. Rồi cái nguyên nhân nữa là có thể là trẻ mắc một cái số các cái dị tật bẩm sinh. Nguyên nhân nữa là suy dinh dưỡng bào thai đấy ạ. Những biểu hiện nào của bệnh suy dinh dưỡng mà các bậc phụ huynh cần phải lưu ý thưa bác sĩ? Những biểu hiện suy dinh dưỡng của trẻ thì là thứ nhất là về đầu tiên là về cân nặng, theo dõi cân nặng của trẻ thì sẽ trẻ ngưng phát triển hoặc là giảm sút chỉ số cân nặng 10% dưới 10% so với cái cân nặng của trẻ. Trẻ hay quấy khóc, giật mình hay là bị dễ mắc các cái nhiễm khuẩn, nhiễm trùng,
như sởi hay là viêm đường hô hấp, hoặc tiêu chảy, trẻ bị có thể là bị các cái biểu hiện của cái còi xương, ví dụ như là thiếu vitamin D, trẻ gây rụng tóc hay là chán ăn, biếng ăn, quấy khóc. Thường trẻ hay suy dưỡng ở cái từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi là trẻ hay gặp nhất ạ. Vậy để khắc phục và điều trị căn bệnh này thì các bậc phụ huynh cần phải làm như thế nào thưa bác sĩ? Và bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đối với những trẻ em đã bị suy dinh dưỡng ạ? Để khắc phục cái căn bệnh này thì các bậc phụ huynh là nên có các cái biện pháp là phòng, đề phòng để cái suy dinh dưỡng cho trẻ em bằng cách là các bà mẹ sẽ chăm sóc thai từ khi vẫn còn thai nhi, từ khi trong bụng còn trong bụng mẹ, phải đi khám thai định kỳ ít nhất mỗi thai kỳ một lần. Thứ hai nữa là khi trẻ đẻ ra thì trẻ được phải bú mẹ, khi mà 6 tháng tuổi thì là cho ăn sam ăn dặm hợp lý, đủ các cái 4 cái nhóm thực phẩm về chất đạm, chất béo, chất đường và các cái vitamin và muối khoáng. Cái nữa là tiêm phòng đầy đủ cho trẻ để phòng tránh nhiễm mắc một các cái số bệnh, và tẩy giun định kỳ cho trẻ. Khi mà trẻ bị suy dinh dưỡng thì cái thực phẩm chức năng là không nên tự ý bổ sung mà phải đi khám bác sĩ và từ đó có chỉ định. Có thể là trẻ bị suy dưỡng có thể gây ra một số các cái bệnh nhiễm khuẩn hoặc thiếu một các cái số vi chất dinh dưỡng, thì mình phải đưa trẻ đi khám bác sĩ để tư vấn xem nên bổ sung cái loại nào thì mình mới bổ sung. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một loại cây gia vị rất quen thuộc với chúng ta, tía tô còn là một vị thuốc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Nó được coi là thực phẩm mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong một cẩm nang y học hôm nay, lương y Nguyễn Hùng Tuấn, hội viên Hội Đông y huyện Kim Động sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thuốc đơn giản an toàn từ cây lá tía tô. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cây tía tô là một cây rất là gần gũi cuộc sống của mọi người dân Việt Nam. Nhất là quanh nhà, hầu như là nhà nào cũng có. Nó là một món ăn hàng ngày của mọi người dân. Thế ngoài ra thì nó còn có một cái tác dụng, tức là chữa về cảm cúm và chữa các cái bệnh về ngoại cảm phong hàn. Đấy, và cái ngoài cái nấu cháo ăn để giải cảm ra thì nó còn có một cái tác dụng nữa là chữa áp xe vú. Thế khi cái phụ nữ sau sinh thường thường là do cái tuyến sữa thường thường hay bị áp xe vú, thì một cái bài thuốc dân gian ấy mà hiệu quả rất là cao là ta chỉ cần ra ngoài vườn ta hái 20 gram rau tía tô này và ta cho vào hai bát nước và ta đun ta lấy một bát ta uống và lấy cái bã ta trực tiếp ta cho lên cái chỗ bị sưng đó ở vú đấy thì cái hiệu quả nó rất là cao. Và ngoài ra cái cây tía tô này ấy, là nó còn chữa được cái bệnh ngộ độc cua cá. Đấy, khi mà mình ăn phải những cái cua cá ấy, mà nó bị ô nhiễm, mà nó bị đau bụng hay là đi ngoài, thì cái lá tía tô này nó là một loại cây giải độc rất là tốt. Thì ta cũng ra vườn ta hái 30 gram đến 40 gram ta cho vào ta đun. Đấy. Ta đun xong bắt đầu ta đun cho cứ cho hai bát nước vào xong ta lấy một bát để ta uống thì nó giải độc rất là cao. Bài về cái áp xe vú ấy thì thực ra là ta cứ ra ta làm hàng ngày, ta làm đến khi nào khỏi thì thôi, chứ không nhất thiết chỉ một hai ngày. Tại vì thế này, thực ra cái cây tía tô nó là một cái cây nó rất là thuần tính đấy, và nó không có độc hại gì cả đấy, cho nên là một trong những cái bài thuốc dân gian hầu như là theo như kinh nghiệm là chỉ sang ngày thứ ba là hầu như là cái hiệu quả đã hầu như là nó sẽ giảm được 60-70% rồi. Thế còn riêng ngộ độc cua cá thì ta chỉ uống 1-2 ngày thôi là sẽ khỏi. Thường thường là chỉ có ngày
cái ngày bị ngộ độc đấy thì ta chỉ cần uống một ngày thôi. Thế nhưng mà khi mà một ngày hôm sau ta cảm thấy vẫn còn mệt mỏi, hay là ví dụ còn vẫn còn đi ngoài, ta uống tiếp lần thứ hai. Giản dị trong cuộc sống, gần gũi cởi mở với đồng nghiệp, ân cần tận tụy với công việc, luôn động viên an ủi chăm sóc người bệnh như người thân của mình. Đó là những lời nhận xét của cán bộ, đồng nghiệp và người nhà bệnh nhân khi nói về chị Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống ngành y, ngay từ nhỏ, chị đã được bố mẹ là hai bác sĩ truyền cho niềm yêu thích màu áo blue trắng. Cũng không ít lần chứng kiến những ca trực xuyên ngày đêm, những bữa cơm thiếu bố hoặc mẹ, nhưng tất cả đã trở thành động lực để chị Hương quyết tâm theo đuổi nghề điều dưỡng. Chị Hương đã lựa chọn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định để theo học. Tốt nghiệp năm 1993, chị về công tác tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Từ năm 2015 đến nay, chị Lan Hương đã đảm nhiệm trọng trách trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Người điều dưỡng phải ý thức được công việc của mình là ân cần chăm sóc cho bệnh nhân, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình là tâm niệm của chị ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Tôi thấy là cái nghề y này thì cái việc mà chăm sóc người bệnh cũng rất là quan trọng, nên là tôi thì quyết định là làm đi sang cái ngành điều dưỡng này là vì là muốn là chăm sóc người bệnh, gần gũi người bệnh. Thì tôi thấy là bố mẹ tôi là cũng làm trong nghề y, cho nên là tôi cũng muốn là mình cũng góp một cái phần nhỏ bé mình trong cái công việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Những ngày đầu mới đảm nhận công tác, điều kiện làm việc gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng với tình yêu nghề cùng sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, chị đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác. Suốt hơn 20 năm công tác và gắn bó với khoa sản, niềm vui của chị chính là những ca vượt cạn thành công, tiếng khóc chào đời của biết bao đứa trẻ. Với chị, niềm vui đó bù đắp cho những ca trực đêm, những phút giây căng thẳng khi phải cấp cứu những trường hợp tai biến sản khoa, những cái Tết không được đoàn viên bên gia đình. Khi mà đã có gia đình rồi thì mình cũng phải san sẻ một chút cho gia đình, cho nên là cái công việc của mình cũng phải làm sao sắp xếp cho nó hài hòa. Bởi vì là khi làm điều dưỡng ấy thì mình phải gần gũi bệnh nhân và cái thời gian để chăm sóc người bệnh nó sẽ nhiều hơn. Thế thì mặc dù cũng có những hôm mà con ốm ấy không được ở nhà chăm sóc con mà phải đến chăm sóc người bệnh. Bây giờ thì là cái việc mà người bệnh hay có những cái bức xúc ấy thì là chúng tôi người điều dưỡng bao giờ cũng là người chịu đầu tiên, bởi vì chúng tôi bên cạnh người bệnh. Do đặc thù bệnh viện, đối tượng điều trị chủ yếu là các thai phụ và trẻ nhỏ. Khi trẻ ốm chỉ quấy khóc và rất lười ăn, gia đình người bệnh thường rất lo lắng, nên việc theo dõi chăm sóc trẻ cần phải rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng, chính xác, tạo sự gần gũi để trẻ cảm nhận được sự ân cần khi được chăm sóc. Với chị Hương, để làm tốt công việc chuyên môn, điều dưỡng viên cần có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp cũng như cách ứng xử thân thiện đối với người bệnh. Trong quá trình chăm sóc người bệnh, chị không chỉ đảm bảo đúng phác đồ điều trị mà còn gần gũi thăm hỏi động viên để người bệnh bớt đau đớn, người thân yên tâm. Tôi thấy là điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Hương là người đầu tiên và trực tiếp chăm sóc mình, giúp đỡ mình, thì thấy là điều dưỡng rất là tận tâm và rất là chu đáo. Tôi thấy rất an tâm khi ở đây. Xác định điều dưỡng viên là một người quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân, đồng thời là cầu nối giữa bác sĩ với người bệnh và người thân của bệnh nhân. Chị Hương luôn làm gương, cùng phòng điều dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm về y đức nghề nghiệp. Để quản lý, điều động một đội ngũ chiếm số lượng lớn cán bộ công nhân viên của toàn bệnh viện, bao gồm 94 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh là một vấn đề không hề dễ dàng. Để làm tốt điều đó, bản thân chị và các điều dưỡng viên của bệnh viện luôn tâm niệm cần phải đổi mới phong cách, thái độ làm việc để hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Điểm nổi bật của đồng chí là một cán bộ rất là năng nổ, nhiệt tình trong công việc, có cái chuyên môn tốt. Và trong công tác thì đồng chí luôn gần gũi và rất thân thiện với người bệnh. Ở góc độ quản lý thì với cương vị là trưởng phòng điều dưỡng thì đồng chí Hương có những cái hoạt động tổ chức cái hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện khá là bài bản và luôn có những cái đổi mới trong cái công tác của mình và xây dựng cái hệ thống điều dưỡng của Bệnh viện Sản Nhi ngày một vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, đã có 11 năm chị Nguyễn Thị Lan Hương đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 năm chị được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2012 chị được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.